Kính thưa quý vị, hôm thứ Tư ngày 4 tháng 8 năm 2010, lúc 2 giờ chiều, ông Lý Tống có mặt trong phiên tòa lần thứ 3 tại tòa thượng thẩm thành phố San Jose. Ông Lý Tống đã chính thức bác bỏ 6 cáo buộc trong bản cáo trạng của công tố viện gồm có tấn công với vũ khí chết người, sử dụng hơi cay, dùng hơi cay để tấn công, cạo mã số, đột nhập và kháng cự. Khoảng 100 đồng hương được vào bên trong tham dự phiên tòa này, số còn lại phải chờ ở ngoài hành lang. Có 4 cơ quan truyền thông Mỹ tham dự phiên tòa và phỏng vấn ông Lý Tống sau đó. Sau phiên xử, mọi người vây quanh ông tại sân tòa án để nghe ông Lý Tống phát biểu. Hai phiên tòa trước thì tôi ở trong tù, cho nên chỉ có thấy quý vị lúc ngồi trong phòng chỉ ngồi mấy phút thôi. Nhưng bữa nay thì là thấy từ đầu đến cuối. Chân thành cảm ơn cái tình cảm mà quý vị đã dành cho một Freedom Fighter như tôi. Và chính vì cái tình cảm yêu mến cũng như sự yểm trợ tích cực quý vị, cho nên Lý Tống này ngày nào còn bò được là còn đấu tranh được. Đến lúc nào giải thể được chế độ không chẳng. Thank you very much. Quý vị biết là đáng lẽ là sau cái này là chúng tôi lên phi trường đi Australia liền. Nhưng mà quý vị biết là lúc đầu á, thì là vé, đã book vé sẵn hết rồi. Là visa ok, nhưng mà giờ phút cuối cùng là tối tòa đại sứ Việt Cộng ở bên Úc nó can thiệp, cho nên là chính phủ tạm thời gọi là cancel cái visa. Công tố họ đã đổi người, thay vì ông George Gogo bây giờ là ông Kevin Cockbill, một công tố mới mà tôi đã nói chuyện, đã lấy thông tin sẽ liên lạc với ông. Tôi xin tòa cho biết để thương lượng coi bên kia muốn dàn xếp thế nào. Thì ông tòa kêu tôi lên, ông nói thế này nè, luật sư bảo dàn xếp sao được, cái vụ này đó là trên toàn thế giới trên tòa ấy nó đã biết hết rồi, và tôi đã biết thân chủ mà nó không nhận tội rồi. Thì xin đừng dàn xếp làm phiền tôi quá. Tôi biết ông thân chủ ông không nhận tội, do đó tôi sẽ đưa ra một phiên kế tiếp, nó gọi là phiên trung thẩm. Tôi gọi là preliminary hearing. Preliminary hearing được ấn định vào ngày 14 tháng 10 lúc 1 giờ rưỡi chiều. Thì cũng như kỳ trước là khi tới đây ông này sẽ đưa ra một ông tòa khác. Có một tòa khác ngồi ở giữa để xử. Đây là một phiên tòa nhỏ để cho coi là bên công tố có đủ cái yếu tố buộc tội hay không. Tôi xin hỏi quý vị một câu thôi và quý vị trả lời rất là rõ ràng. Là thưa quý vị, có phải là hôm nay chúng ta đến đây để mà ủng hộ Lý Tống hay không? Ừ. Chúng ta tới đây để ủng hộ Lý Tống hay không? Ừ. Cái lý do là báo Việt Cộng nó nói chúng ta tới đây để mà chống Lý Tống, quý vị nhớ không? Mỹ Lợi tường trình từ Bắc Cali xin thân ái kính chào quý vị.